Quý thưa quý vị, thực hiện nghị quyết ban chấp hành Liên đoàn bóng đá thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 6/2016/2020 về việc phát triển bóng đá học đường, đồng thời được sự cho phép và hỗ trợ từ phía Sở Văn hóa, Thể thao và Sở Giáo dục. Đặc biệt là cảm ơn ban giám hiệu thầy cô và các em học sinh trường tiểu học Hồng Hà, quận Bình Thạnh đã tham gia và góp phần cho buổi lễ khai mạc được diễn ra trang trọng ngày hôm nay. Tôi xin tuyên bố khai mạc chương trình bóng đá học đường năm 2017-2018. Chúc cho dự án thành công tốt đẹp. Con học bóng đá được gần 5 năm rồi. Và mỗi lần học bóng đá của trường Hồng Hà thì chơi rất là vui, chơi và giúp ích cho học tập rất là tốt.